Phạm Cơ xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV Network. Thưa quý vị, phần bình luận hôm nay do người buôn gió viết và Phạm Cơ đọc. Ngày 16 tháng 13 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội có sếp mới từ trên Bộ Công an gửi xuống. Đây là một việc làm trái với thông lệ của việc bổ nhiệm giám đốc Công an thành phố Hà Nội từ nhiều năm qua. Thưa quý vị, thông thường mấy chục năm gần đây, các giám đốc công an mới của thành phố Hà Nội đều lấy từ các phó giám đốc trở lên. Nếu như việc bổ nhiệm giám đốc cũ là ông Nguyễn Đức Chung chỉ có trung tướng Thứ trưởng Bùi Văn Bền đến dự và trao quyết định, thì lần này giám đốc mới Đoàn Duy Khương được trực tiếp Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị đến dự và đưa ra những lời giới thiệu về vị giám đốc công an mới của thủ đô. Việc bổ nhiệm bất ngờ và đầy tính áp đặt này khiến cho nhiều người bất ngờ và hoài nghi về năng lực của Đoàn Duy Khương, sếp mới của Công an thành phố Hà Nội. Chính vậy, để bịt miệng những lời xâm si, Trần Đại Quang với uy thế của Bộ trưởng Công an hiện tại và là chủ tịch nước tương lai đã đích thân đứng ra để ngăn chặn những lời si xâm về năng lực của đàn em của mình. Thưa quý vị, qua lời của ông Quang thì Đoàn Duy Khương là một người tài giỏi, có nhiều kế sách, được dự định bổ nhiệm là Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, được quy hoạch làm lãnh đạo của Bộ Công an. Nhưng vì thế này, thế nọ ở Hà Nội cần hơn mới phải đưa về làm giám đốc. Giám đốc Công an Hà Nội mới, ông Đoàn Duy Khương có 10 năm làm công an huyện, 10 năm làm công an tỉnh và sau đó 12 năm làm phụ tá cho Trần Đại Quang. 12 năm trước, Trần Đại Quang chỉ là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Mãi đến năm 2011, tức cách đây 5 năm, Trần Đại Quang mới là Ủy viên Bộ Chính trị và làm Bộ trưởng Bộ Công an. Đoàn Duy Khương chỉ là chân sai vặt của viên đại tá Trần Đại Quang. Khi Quang lọt vào mắt xanh của Tứ Sang, Phú Trọng và được đôn lên làm Bộ trưởng Bộ Công an, thì thuyền lên, nước cũng lên theo, thưa quý vị. Bây giờ đây, Đoàn Duy Khương được làm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Trường hợp này tương tự như các trường hợp lái xe, trợ lý được làm chánh văn phòng ở một số tỉnh. Bộ nhiệm một đàn em sai vặt của mình làm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội một cách ngang nhiên như vậy là dấu hiệu cho thấy quyền lực Trần Đại Quang rất lớn mạnh, có thể bất chấp quy luật bổ nhiệm để chọn ai thì chọn. Trong phần giới thiệu về Khương, không thể nhắc đến bằng cấp hoặc thành tích nào cụ thể, chỉ có những giới thiệu chung là nhiều kinh nghiệm, có chuyên môn, có rèn luyện. Những thứ này, bất kỳ viên công an nào công tác đến 30 năm mà chẳng có các điều đó. Từ một viên công an quen, 20 năm công tác tại địa phương, không có gì nổi bật, nhờ họ hàng, quan hệ, dây bơ rễ má mà được chọn làm chân bếp núc sai vặt cho đại ca. Một ngày đẹp trời, đại ca lên ngôi thống soái, phong cho tên quản gia làm giám đốc công an thủ đô, chọn người trợ lý của mình làm giám đốc công an thành phố Hà Nội. Không chỉ đơn giản là việc Trần Đại Quang muốn ban ơn cho người hầu hạ mình bấy lâu nay, ở một góc độ lớn hơn là Quang muốn kiểm soát được tình hình an ninh ở thủ đô, nơi diễn ra những cuộc họp quan trọng và những cơ quan đầu đạo của chính quyền. Tất cả những hành động đó của những nhân vật quan trọng trong bộ máy chính quyền đều nằm trong tầm ngắm và tầm kèm cặp của Trần Đại Quang. Thế nhưng, Công an Hà Nội không phải là đơn vị vũ trang duy nhất để kiểm soát và khống chế địa bàn thủ đô. Ngoài lực lượng công an thì còn có lực lượng quân đội hùng mạnh. Thông điệp đầu tiên nhậm chức Giám đốc Công an thủ đô Hà Nội, Đoàn Duy Khương đã bắn tín hiệu hợp tác với quân đội khi nhắc đến vai trò quân đội đầu tiên trong phát biểu của mình. Đó không phải là ngẫu nhiên. Thiếu tướng Đào Duy Khương đã bày tỏ, với sự hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của lực lượng quân đội và công an các đơn vị địa phương, các sở ban ngành đoàn thể, cùng sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân, tôi cùng tập thể ban giám đốc sẽ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Thưa quý vị, đưa được người của mình làm giám đốc công an Hà Nội, đồng thời cấu kết chặt chẽ với quân đội, Trần Đại Quang đã thực sự củng cố thêm được sức mạnh của mình một cách vững chắc tại đầu đạo của chế độ. Ngoài ra, Hà Nội là nơi khai thác được nhiều nguồn thu ngầm, nơi sẽ mang lại những nguồn lợi tức vô cùng béo bở về túi của Trần Đại Quang. Chính Đoàn Duy Khương đã nói trong buổi lễ nhậm chức xác định về điều đó. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đã nêu rõ, được tín nhiệm giao giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội là một vinh dự lớn, cũng vừa là trách nhiệm nặng nề. Thưa quý vị, Hà Nội, thủ đô, trái tim của cả nước và là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.
bằng một hành động bổ nhiệm chức giám đốc công an thành phố Hà Nội cho đệ tử của mình, Trần Đại Quang đã đạt được nhiều mục đích, vừa báo ơn cho đệ tử trung thành, vừa kiểm soát được các cơ quan đầu đạo của chế độ trong tay, vừa có được nguồn thu lợi nhuận khổng lồ. Nhưng như thế vẫn chưa nói lên hết được mục tiêu của việc bổ nhiệm này. Thưa quý vị, theo như lời Quang, Đoàn Duy Khương còn được dự định làm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị Bộ Công an, nhưng do yêu cầu nhiệm vụ đối với địa bàn thủ đô cho nên chỉ bổ nhiệm Khương làm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Đây là việc được Trần Đại Quang cân nhắc hết sức kỹ lưỡng. Thưa quý vị, những năm trước, chức Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thường được bổ nhiệm cho các sĩ quan trưởng thành từ cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra hình sự. Việc bổ nhiệm đó được lý giải theo nhu cầu thành phố Hà Nội cần chú trọng xử lý những tội phạm hình sự nên bổ nhiệm cán bộ chuyên môn là như vậy. Giờ đây, Trần Đại Quang bổ nhiệm tướng an ninh chính trị làm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội có nghĩa là mục tiêu các tội phạm hình sự giờ đây không quan trọng bằng những mục tiêu chính là đối tượng an ninh chính trị trên địa bàn Hà Nội. Thưa quý vị, Trần Đại Quang tự xưng là giáo sư, tiến sĩ, chuyên ngành giảng dạy những phương pháp trấn áp dân chủ, đã chọn tên đàn em thân tín, học cho tiếng cười của mình làm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội để còn mục đích gì nữa. Tất nhiên, mục đích đó là để tăng cường đàn áp những phong trào dân chủ đang phát triển ở thủ đô Hà Nội. Việc bổ nhiệm Khương làm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, phần nào Trần Đại Quang đã đáp ứng sự tin tưởng của Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang về tinh thần đấu tranh kiên quyết để bảo vệ chế độ cộng sản, không khoan nhượng đối với những đòi gọi tự do dân chủ làm xói mòn sức mạnh của chế độ. Thưa quý vị, ở cao hơn nữa, trên chức vụ Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng tha hồ hài lòng với một viên tướng an ninh chính trị làm Giám đốc Công an thủ đô. Như vậy, hẳn ông ta yên tâm về sự an toàn của chế độ do ông ta đứng đầu trong suốt 5 năm nữa, phải không? Thưa quý vị, hãy chờ xem sự dân chủ đến thế là cùng ở Hà Nội tới đây như thế nào. Quý vị vừa nghe xong bài bình luận của người buông gió nói về việc bổ nhiệm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Phạm Cơ xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sắp đến.